thoát nạn phải tăng giá. Apple đón tin vui trước kỳ nghỉ lễ. Thỏa thuận thương mại này giúp Apple thoát khỏi nguy cơ phải tăng giá iPhone hoặc phải bù khoản chi phí sản xuất khá lớn. Theo Bloomberg, nhà phân tích Dan Ive của Wedgwood Security cho rằng, mức thuế mới theo lộ trình trước đây có thể đã tăng thêm khoảng 150 đô la Mỹ vào giá iPhone trong mùa mua sắm cuối năm này. Ông Trump đã tặng một món quà Giáng sinh sớm cho Apple. Nếu mức thuế này được thông qua, sẽ là một đòn đánh mạnh vào Apple, có thể khiến chuỗi cung ứng bị chứng lại ngay trước mùa mua sắm cuối năm. Nhà phân tích Ives nói, nếu Apple phải bù khoản chi phí thuế quan, thu nhập từ mỗi cổ phiếu của công ty sẽ giảm khoảng 4%. ai cho biết, việc tăng giá có thể khiến doanh số iPhone bị giảm 6 đến 8% năm 2020.